Hello, xin chào tất cả các anh em nha, chào các bác nha. Hiện tại hôm nay chủ nhật thì em lên đi chợ thì các bác ạ. Mọi khi đi chợ bằng xe máy, Uây với lại Exciter. Nay có ô tô rồi đi chợ bằng ô tô các bác ạ. Đi ô tô cho nó sướng, tội gì đi xe máy. Chống rét các bác ơi. Ít tiền nhưng mà vẫn chống rét tốt. Đấy các bác thấy không? Em đi chợ nhưng mà đi được 45 người. Đấy, cùng một lúc đi 45 người. Xe 60 triệu thì vẫn ngon các bác ạ. Đấy. Vẫn êm ái các bác nhá. Đấy. Đầy đủ chức năng điều hòa các kiểu. Vẫn ngon. Đấy, đây là có cây trứng cá các bác ạ. Trứng cá này thì nhiều quả phết ấy. Ngày xưa thì em đi trên Bắc Giang ấy, thì hồi còn đi học trên Bắc Giang những cái năm 2008 đến 2011 là nó cũng nhiều cái cây trứng cá này lắm này. Cây trứng cá này quả ăn rất ngọt. Đấy. Kia có con Mitsubishi đời Tống nhưng mà nó sẽ ngon hơn con xe của em. Nhưng mà sẽ tiền nào vải đấy được các bác ạ. Xe của em thì vẫn chạy tốt các bác nhá. Chevrolet Spark. Vẫn êm. Đi chợ tốt các bác nhá. Mua mấy chục cân lau, mấy chục cân thịt chở tốt. Không ngại gì các bác nhá. Cho nên là em bác nào mà ở nhà cố định lâu dài ấy, thì cứ ô tô mà mua. Có cái bằng lái hoặc là không có thì các bác học sau cũng được. Đi loanh quanh thì công an chả hỏi thăm đâu. Cứ đi đi, không vấn đề gì cả. Không vấn đề gì nhá. Đấy. Vẫn ngon lành cành đào các bác nhá. Có đầy đủ vòng tua này. Báo xăng này, báo tốc độ này. Ổn định. Ở đây là cái ngõ chợ cồn của huyện em đấy, ngõ chợ cồn nhá, ngõ chợ cồn thì chủ nhật thì cũng đông đúc hơn mọi khi đấy. Các bác nào có thêm tiền thì mua con Mitsubishi như đằng kia kìa, màu xanh nước biển, màu xanh da trời đấy, thì con đấy thì nó 7 chỗ đấy. Ok, không các bác mua con Innova tầm 180-200 chạy ngon lành cành đào, không phải suy nghĩ. À. Đấy, Vân Tablo vẫn còn yên các bác nhé. Đấy, nhiều bác có bảo em là để lại xe cho anh đi. Thật sự thì em thì cũng chả tiếc gì con xe đâu, chả ngại gì đâu. Nhưng mà có điều là hiện tại em đang cần. Đấy, em mà có ô tô xịn thì em bán luôn. Có tiền mua ô tô ngon thì em bán luôn cho các bác, em để làm gì. Nói chung là vẫn còn nghèo. Điều kiện kinh tế chưa có mấy. Dạo này lại đang dịch dã nữa, hơi buồn các bác ạ. Nhưng mà có con xe mưa che nắng là chống rét là cũng vui rồi các bác ơi. Vẫn ổn, đấy. Các bác nào mà có ở nhà có cái cây trứng cá này thỉnh thoảng nhiều quả ăn ngọt phết. Thật sự là trứng cá này ăn rất ngọt, mà ngọt nó ngọt lịm luôn ý. Đấy, đằng kia là chỗ này đường nó nhỏ nhỏ thôi các bác. Đường này thì đi con Spark vẫn hơi ồn. Đây con Hyundai Accent này. Hyundai Accent thì sẽ chạy êm ái hơn và nó sẽ đắt tiền hơn con Spark nhiều. Đấy, nó đắt gấp 10 con Spark. Đấy, nếu như mà mua Accent mới thì đắt gấp 10 con Spark. Đấy, các bác nào không nghĩ tới Accent nhưng mà không có tiền mới có 1 phần 10 thì các bác cứ mua Spark cho em nhé. Không phải sợ, không phải ngại gì đâu. Mình mua mình đi chán, có tiền lên thì bán. Nỗ tầm 10-15 triệu là cùng, không nỗ nhiều các bác nhé. Nhưng mà cứ mua con cứng cáp mà đi. Đấy, em cũng bảo các bác thật, em cũng chia sẻ thật. Đấy, ngồi trong này còn ngắm được cả gái các bác ạ. Đây là một cái góc của
huyện Hải Hậu. Đấy, đây là gần khu chợ. Em cứ đỗ vào lề đường là em quay được. Đấy, những bác nào mà đang chạy xe Spark hoặc là chạy xe thấp hơn thì có thể mua Spark cũng được. Cũng êm các bác ạ. Thỉnh thoảng chăm chút cho nó tí thì chạy êm không vấn đề gì. Các bác nào không biết mà cứ vứt xó nó hàng tháng trời thì em nghĩ là không nên mua đâu. Bởi vì con xe á, các bác mà vứt nó hàng tháng trời thì các bác ngang với là các bác thợ mua xe. Bởi vì các bác để đấy lâu quá nó sẽ bị sẽ phát sinh vấn đề. Đấy. Phát sinh vấn đề không bị điện hay là chuột cắn hoặc là nó sẽ hỏng cái lỗi gì đó. Mua con xe mà thỉnh thoảng phải đi. Chứ con xe mà các bác không đi thì là hỏng đấy. Em chia sẻ thật. Thì các bác thấy nó hợp lý. Các bác nào ở nhà lâu ấy, thỉnh thoảng đi. Chứ mua xe thì phải đi. Chứ mua xe vứt xó đấy thì các bác mua làm gì, đúng không? Phải không các bác? Mua là để đi, nó phục vụ cho mình. Đấy, thì mình mua. Nhưng mà mình mua mà mình lại sợ tốn xăng, với lại sợ đi lúc nào cần mưa mới dám đi, thì nói chung là thôi, cũng bỏ ý định mua đi. Lúc đấy thì nói chung là con xe này nó đã chi phí nuôi nó là nó gần như là thấp nhất rồi, thì các bác không phải lăn tăn gì. Các bác mua, các bác chạy thì cứ thỉnh thoảng các bác chạy cho nó. Thời tiết như miền Bắc bây giờ nó đang rét. Đấy, các bác cứ chạy cho em. Đấy là ok, không phải suy nghĩ gì cả. Ổn định. Đấy. Chevrolet Spark. Đấy, củ số còn ngon này. Củ số còn ngon các bác nhá. Thiết kế luôn dây sạc 3 đầu. Đấy. Dây sạc 3 đầu của em đây. Từ ông chủ cũ ông chế cho đây. Ngon lành cành đào các bác nhá. Sạc iPhone này. Sạc Android này. Và sạc Vmap điện thoại Việt Nam. Vmap Joy 3, Joy 4 này. Đấy, những cái này hoặc là Oppo, Xiaomi có khi là vẫn dùng cái chân sạc này này. Vẫn khá là ok các bác nhé. Đấy, em đang tranh thủ ngồi ở chỗ ngõ chợ ở đấy. Thì em chia sẻ các bác đôi điều. Thì rất vui được chia sẻ các bác. Cảm ơn các bác đã xem video clip của em. Và các bác nào mà chưa có nhiều tiền thì cứ mua Spark mà đi chợ cũng được nhé. Không phải vấn đề gì đâu ạ. Cứ mua thôi. Đời mình chưa có thì mình mua cái vừa vừa cũng được. Rẻ rẻ cũng được. Nhưng mà nó không hỏng vặt là được. Đấy, nó ít hỏng vặt thì các bác mua. Em cũng bảo là mua con xe nó cứng cáp mà đi. Đấy. Có những bác mà bảo là không mua xe của thợ, vậy thợ mua xe của ai? Đấy, hôm qua có bác là bảo như thế. Thì em chia sẻ luôn là mua của thợ, thợ mua của dân. Nhưng mà thợ về làm phù phép đánh bóng. Nên là khi mà mình mua, mình không biết được cái chất thật của con xe nó như thế nào. Đấy, không biết được cái chất thật của con xe như thế nào. Nên là rất khó để anh em biết được. Bởi vì mình mua của dân thì tình trạng nó như thế nào mình nhìn thực tế nó như thế đấy, mình phán đoán mình chuẩn xác hơn. Kia cóc hóa thiên Nga thì bố ai mà biết được, nên là mình không thể nhìn được, mình không thể ấy được. Nói chung là mình chơi tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đấy, mình nhìn chuẩn xác con xe này tình trạng như thế nào thì mình mua thôi. Còn con nào mà nó bị kém như xe của dân ấy là mình phát hiện được ra. Đấy, mua của dân là nó tỉnh táo hơn ở cái đấy. Còn người thợ họ mua thì tất nhiên người ta phải có công rồi. Đấy là chuyện bình thường. Đấy. Và video clip này em xin dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác. À, các bác đón xem những video clip tiếp theo của em. Em thấy cái gì hay hay em chia sẻ đến các bác nhé. Xin chào các bác.